anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Con xin kính chào cộng đoàn, các bạn sinh viên rất thân mến. Đoạn tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe thường được đọc trong các ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, chẳng hạn như lễ truyền tin 25 tháng 3, lễ Đức Mẹ Nữ Vương 22 tháng 8, hoặc lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12, và hôm nay lễ Đức Mẹ Mần Côi được Giáo hội cho tổ chức long trọng ngày mùng 7 tháng 10 và một số lễ khác. Fiat, đó là tiếng xin vâng của Đức Mẹ được tác giả sách tin mừng thứ 3 nhấn mạnh trong đoạn tin mừng hôm nay. Xin vâng là gì? Xin vâng có nghĩa là mềm mại, là buông mình để Chúa dẫn đi giữa những đêm đen cuộc đời. Yên tâm không phải vì mình làm chủ được tương lai, nhưng vì tin nó nằm trong lòng bàn tay và sự quan vọng của Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria, chúng ta tìm thấy một người mẹ thực sự giúp chúng ta giữ vững được niềm hy vọng, triển nở mạnh mẽ một đức tin sống động giữa những tình huống phức tạp và thách đố của cuộc đời này. Mừng lễ Đức Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi hôm nay, chúng ta xin với mẹ Maria nâng đỡ thêm cho đức tin yếu kém của mỗi chúng ta. Thưa anh chị em, niềm tin vào Đức Maria Mân Côi trước tiên phải là niềm tự hào cho từng Kitô hữu chúng ta. Vì trên thiên quốc, chúng ta có được một người mẹ vừa kiều diễm vẻ bên ngoài, vừa tuyệt đẹp trong tâm hồn nữa. Mẹ chính là hình ảnh của Hội Thánh, mẹ xinh đẹp lộng lẫy, không vết nhơ, không tỉ ố. Niềm tin vào mẹ Maria Mân Côi còn là động lực rất rất nhiều giúp cho chúng ta hướng lòng lên trời cao, sống noi gương mẹ giữa dòng đời vốn còn quá nhiều những thứ ô nhiễm. Maria, tiếng gọi quá đỗi thân thương và trìu mến cùng với tất cả sự tôn kính mà chúng ta dâng lên mẹ. Vì yêu thương con người, mẹ đã tha thiết mời gọi tất cả con cái mẹ thi hành ba mệnh lệnh
ở Fatima. Bao và cũng từ đó, Kinh Mân Côi trở nên máng thông truyền bao ơn lành từ Thiên Chúa qua tay của mẹ Maria đổ trào tràn xuống con cái nhân loại. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại cuộc sống của những người môn đệ sau biến cố Chúa Giêsu lên trời. Trong số đó có các tông đồ, có một số phụ nữ theo Chúa Giêsu trên hành trình loan báo nước trời, có các anh em bà con Chúa Giêsu và không thể thiếu sự hiện diện của Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu Kitô. Dựa theo truyền thống của Tin Mừng Luca, các tông đồ đã làm hai việc đáng lưu ý nói lên nền tảng căn bản, đó là đồng tông nhất trí với nhau và chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Bài đọc thứ hai, trích thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô tông đồ ngầm so sánh hai người đàn bà nổi tiếng trong Kinh Thánh nhưng thuộc hai thái cực khác nhau. Một người thuộc Cựu Ước là căn nguyên của sự chết, một người thuộc Tân Ước, đấng đã sinh ra Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi sự sống. Nếu Eva là người đàn bà đem lại tội lỗi vào thế gian, thì mẹ Maria, Eva mới, đã đem Chúa Giêsu lại trong trần gian này. Nếu Eva làm cho nhân loại phải nô lệ vì tội lỗi, thì Đức Maria sinh ra đấng làm cho nhân loại được tự do khỏi ách nô lệ của Satan. Nếu Eva làm cho nhân loại này mất đi quyền làm con cái Thiên Chúa, thì Đức Mẹ Maria sinh ra đấng đem lại cho nhân loại phúc làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay kể lại với chúng ta, sứ thần Gabriel đến báo tin cho Trinh Nữ biết Thiên Chúa đã chọn Maria trở thành mẹ đấng cứu thế. Và khi nghe biết điều ấy, Maria đã xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa muốn nơi bản thân mẹ. Sứ thần bắt đầu lời công bố tin trọng đại ấy bằng một lời chào khá thường, nhưng lại chứa đựng đầu mối của mọi đặc ân nơi Đức Mẹ. Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Trinh Nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ, bởi mẹ được đầy ơn phúc và có Thiên Chúa ở cùng. Thưa anh chị em, khi đã nhận biết thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời và ơn gọi của mình rồi, mẹ Maria đã hoàn toàn tuân theo. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người hãy thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Như thế, Đức Maria vừa là thầy dạy chúng ta về đời sống Kitô hữu, vừa là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Có thể nói qua ba thái độ cụ thể sau. Thứ nhất, tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Thứ hai, phó thác cho Thiên Chúa cuộc đời cũng như tất cả những ước muốn của mẹ. Và sau cùng, biết vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Vậy thì làm sao người Kitô hữu chúng ta lại có thể quên được ơn Đức Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ khi dâng Chúa Giêsu làm của lễ đền tội thay cho nhân loại tội lỗi, để nhờ đó con người thoát ra khỏi được bóng tối sự chết và được hưởng ánh sáng sự sống vĩnh cửu. Không những thế, mẹ Maria còn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên từng bước đường dương thế để dẫn dắt, chở che, nâng đỡ con cái mẹ bằng những phương thế cụ thể, cách riêng là qua chuỗi Kinh Mân Côi. Mẹ mời gọi Kitô hữu chúng ta, mời gọi tất cả anh chị em thi hành ba mệnh lệnh ở Fatima. Công thức là ba chữ S. Thứ nhất, sám hối. Thứ hai, sùng kính trái tim Đức Mẹ. Thứ ba, siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Chẳng phải chúng ta đã quá quen thuộc với bài hát Năm xưa trên cây sồi
làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi sao. Kinh Mân Côi quả là vũ khí lợi hại nhất để chúng ta chống lại ba thù thế gian, ma quỷ, xác thịt. Khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi, chúng ta có Chúa, có Mẹ trong cuộc đời của chúng ta rồi, thì còn có quỷ, có ma nữa để làm hại linh hồn chúng ta đâu. Chính vì thế, Kinh Mân Côi là phương tiện cầu nguyện rất tốt. Chúng ta vừa đọc ngoài miệng, vừa suy niệm trong lòng. Miệng đọc thì lòng suy, sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết về cuộc đời của Chúa Giêsu, hiểu biết về Mẹ Maria, đồng thời nhắc bảo anh chị em chúng ta sống mà noi gương các ngài. Vì thế, anh chị em đừng chỉ chú ý đến số lượng đọc bao nhiêu kinh, tức là đọc cho thật nhiều, mà quên mất đi phần phẩm chất, tức là suy niệm và sống Kinh Mân Côi mỗi ngày trong cuộc đời anh chị em. Đọc, suy niệm và sống Kinh Mân Côi mới là cách cầu nguyện đầy đủ và có giá trị. Ước mong tất cả anh chị em chúng ta, dù là kẻ có học hay là kẻ thất học, dù là người đạo hạnh cũng như người tội lỗi, hãy luôn chúc tụng, tôn vinh Chúa Giêsu và Mẹ Maria đêm cũng như ngày bằng cách lần chuỗi Kinh Mân Côi. Dù là thất vọng, dù là yếu đuối, chúng ta cũng hãy cố tìm đến và đọc Kinh Mân Côi. Vì Thánh Đa Minh đã quả quyết thế này: không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ nhất cho bằng đọc Kinh Mân Côi sốt sắng. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng đã nói với chúng ta: với Kinh Mân Côi, tín hữu Công giáo xin gì cùng Thiên Chúa, Ngài cũng sẽ ban cho. Kinh Mân Côi giống như một sợi dây dài nối trời với đất. Một đầu dây nằm ở trong tay của chúng ta, đầu dây còn lại trong tay Đức Mẹ. Vậy nếu ai yêu mến và siêng năng lần chuỗi Mân Côi như thế, ai chưa tốt sẽ được trở nên tốt, ai đang tốt sẽ được tốt thêm, tốt hơn và tốt thật sự. Vì vậy, cậy nhờ vào lời truyền cầu của Đức Maria, xin Chúa thương xót và chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.